Xin chào mọi người, quay lại với Vua Hai Hen. Thì hôm nay mình đang có ở trên đây là hai cái mẫu loa Marshall Milton và Porcelain Flex. Thì các bạn thấy được hai cái sản phẩm này gần như là tương tự với nhau đó, về thiết kế hài hòa, vuông vức. Con này thì nó vuông hình chữ nhật hơn, còn con này hơi bầu bầu các cạnh góc. Rồi, thì có rất nhiều bạn hỏi mình là không biết là Marshall hơn hay là Bo hơn. Con Marshall sẽ rơi khoảng tầm là 8,5 triệu. Mình đang báo giá chính hãng niêm yết nha. Còn con Boss này thì giá là 12,2 triệu. Liệu giá chênh lệch nhau khoảng tầm 4 triệu bạc, thì các bạn thấy con nào nó sẽ ok hơn? Thì hôm nay mình sẽ trên tay review, so sánh cho các bạn xem thử coi cái mẫu nào nó sẽ ổn hơn. Và về cái ngoại hình tổng quan, ở đây mình thấy được là kích thước của hai cái sản phẩm này gần như là tương tự, không có bị chênh lệch quá nhiều. Về cái công suất thì Bow 60W, hay là Bow không công bố nhưng mà cũng khoảng tầm 60-70, còn Marshall là 60 nha cả nhà. Rồi, hai cái sản phẩm này thì đều có cổng kết nối là AUX và sạc ngược ra cho thiết bị ngoài, sạc nhanh luôn qua cổng C, gần như là tương tự. Ngoài ra thì dòng Boss này thì được một cái lợi thế hơn, đó là tính năng kháng nước thì nói chung là cũng bằng nhau. Và được một cái lợi thế như mình đã nói lúc đầu là sản xuất ở Malaysia, còn bên này sản xuất China. Và thiết kế build của cái sản phẩm thì mình cảm thấy Bow cho ra một cái gì đó nó vẫn chắc chắn và nuột nà hơn. Thiết kế các bo cạnh, các mép này nó sẽ ok hơn. Cao su của hàng Marshall thì nó sẽ là cao su dạng giả da, nó sẽ có những cái vân. Còn đối với Bow thì là trơn và dễ bám vân tay, nhưng mà cũng rất là dễ để vệ sinh. Đó. Hàng Boss thì được một cái là chúng ta sẽ có thể thay thế cái dây này bằng một cái sợi dây dài hơn để chúng ta đeo, chúng ta cầm nắm như thế này. Còn Marshall á, thì nó sẽ là cái cọng dây thôi, cọng dây trên đây, chúng ta không thể thay thế được. Đó. Có thể thay thế đây được, có nghĩa là chúng ta mua một cái cọng khác dài hoặc là đấu qua hai bên như của Boss nha các bạn. Rồi, về thời lượng pin thì hai con nhà sản xuất công bố thì cũng rơi khoảng tầm đâu đó như nhau thôi các bạn. Có thể là Marshall họ sẽ công bố lâu hơn. Ở đây mình sẽ có ghi nè, hơn 20 tiếng. Còn Bow á, thì khoảng tầm 12 tiếng thôi các bạn. Nhưng theo thực tế mình đánh giá và mình đã trải nghiệm thì dòng Marshall maximum cùng lắm thì nghe hỗn hợp là 10 tiếng hết code các bạn ha. Dòng Boss này thì mình test thực tế thì nó sẽ đúng và rơi khoảng tầm từ 8 đến 10, 11 tiếng nha các bạn. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng, cái volume của chúng ta. Chúng ta càng nghe mát volume thì nó càng mau hết pin, nó càng nóng hơn, càng tuột nhanh hơn các bạn ha. Nó không có cái quy luật nào hết. Bass càng nhiều thì nó cũng tuột càng nhiều hơn. Đó. Về app thì app của Marshall cũng tân chỉnh giống như Bow. Nhưng mà Marshall thì bị một cái tình trạng là hàng phát rất nhiều. Hàng tân trang với cái hàng kia rất là nhiều ha. Còn Boss thì nó sẽ đỡ hơn một tí xíu. Ngày xưa thì gần đây thì Boss nó sẽ gặp cái tình trạng là con Porcelain Flex bị khá là nhiều, thì chắc tương lai là cũng sẽ có ha. Tương lai cũng sẽ có. Coi cái đó thì bỏ qua đi. Còn xét về app thì mình thấy hai app thì hai con đều sử dụng như nhau. App nào cũng như nhau, cũng điều chỉnh bass midrep. Nhưng mà của thằng Boss á thì kiểu khuynh hướng là dễ sử dụng, và một cái app họ sử dụng cho rất là nhiều sản phẩm mới của họ. Marshall cũng vậy luôn. Đó. Thì nói chung là hai cái sản phẩm này nó cũng ngang tài ngang sức các bạn ha. Thì có nhiều người bảo thích Marshall ở Big Bow. Đó. Giá của con này mà được 9,5 triệu là mình thấy nó quá ok luôn các bạn. Nhưng mà tiếc một cái là giá của con này nó cao quá. Con này mà 9,5 triệu mà thật sự 9,5 triệu với 8,5 triệu mà chính hãng limit thì rất là đáng để suy nghĩ. Nhưng mà về giá đầu tiên khi mà các bạn mua, các bạn sẽ suy nghĩ trước là đầu tiên là về giá. Thì giá của Marshall nó đang ưu thế hơn rất mạnh. Mọi cái tính năng, mọi cái nhu cầu đều có. Và thương hiệu Marshall nữa, ai cũng biết Marshall, ai cũng biết Marshall. Và thương hiệu Bow không phải không ai cũng biết đâu, rất là nổi tiếng nha. Bow rất là, nếu mà xét về thương hiệu á thì khá là khó lựa chọn. Boss là cái gì đó nó gọi là legend, nó gọi là huyền thoại các bạn, nó có cái gì đó nó rất là ăn sâu vô tiềm thức rồi. Có thể là nhiều bạn trẻ sau này thì có thể chưa biết biết Marshall thì có thể biết,
Nhưng mà dòng Boss thì có thể dùng bạn trẻ sau này sẽ không biết. Nhưng mà Boss trước đó thế hệ của tụi mình thì biết rất là nhiều. Made in Malaysia. Test Dealer Mania với Bose Solid Max ở mức volume 50% bass test. Các bạn cùng đón xem với mình nha. Mania.
Ok, thì mình đã test cho mọi người xem thử giữa Boss Solid Mask và em Delete Mania, hai cái sản phẩm này solo trực tiếp lại với nhau như thế nào. Thì cái giá tầm thì con Delete thì mắc gấp đôi so với lại dòng Boss Solid Mask rồi, nhưng mà các bạn thấy được cái chất lượng âm thanh của dòng Delete thì nó rất là ổn nha. Thì Bose không phải là quá tệ, nhưng mà đang so sánh giữa hai cái sản phẩm này thì mình sẽ cho ra những âm nó sẽ khác nhau khi mà đặt ở vị trí khác nhau. Như các bạn thấy là mình có đặt ở trong cái kệ tủ nè, trên bàn nó thoáng, hay là ở dưới sàn, thì mỗi cái nó sẽ có một cái chất ra nó khác nhau đó. Thì cái ưu điểm lớn nhất của thằng Delete Mania đó là cái củ loa, bốn củ loa phía trên, bass nằm phía dưới, nên là khi mà nó đánh á thì cái âm bass nó sẽ giải đều và âm thanh nó sẽ đi lên, nó sẽ rất là ok khi mà để dưới sàn, nó tăng cường cái âm trầm và cái âm thanh vờn phía trên đó. Còn dòng Boss thì do là đặt ngang nên khi mà các bạn để dưới sàn chắc bạn chỉ có thể đặt như thế này thì âm thanh nó mới khác được. Còn hồi nãy là mình muốn thu trực tiếp như thế này để các bạn thấy được nó như thế nào, nó có sự rõ rệt ha. Nhưng mà khi để ở trên bàn, trên ở mặt phẳng như thế này, quay ngang cái hướng của các bạn nghe thì nó sẽ khác hẳn luôn đó. Thì mình đánh giá thì về mọi thứ, mỗi con nó sẽ có cái lợi thế mạnh riêng. Ví dụ như Bô thì nó ấm tông, nó trầm tốt đó, nghe nhạc thì nó kia hơn, chậm rãi tốt ổn hơn, bass nó ấm đầm hơn. Còn thằng Duolet thì âm nó ra sẽ sắc sảo nè, cái phần bass của nó đánh rất là lực nội tâm luôn đó, nhưng mà nó sẽ không theo kiểu êm ấm được như Bô, không bao giờ đó. Còn về giá thì cái giá thì gần như gấp đôi rồi các bạn đó. Mình không xét về giá nha. Về các cổng kết nối thì thằng Bô này được một cái là nó sẽ có thêm cổng 3.5 jack cắm dây AUX. Còn đối với Devlet thì sẽ không có, nhưng bù lại thì nó sẽ thiên về không dây, sẽ có AirPlay 2 là cái nghe qua Wi-Fi thì nó cũng khá là hay. Cần những cái thiết bị mà vô Wi-Fi control từ xa gì đó thì con này sẽ hướng ok hơn. Cái đó là tùy mỗi người sở thích nhu cầu thôi, nên mình không cầm lên. Rồi, còn về cái ngoại hình mà cũng như build, build thì thật ra hai con này thì Duolet các bạn thấy rất là gọn luôn, nó hiện cái hình quả trứng tròn thôi, còn con này nó dài hình chữ nhật ra. Còn về cái chất lượng âm thanh, về cái bền, độ bền sử dụng thì mình thấy hai con cũng xem thôi. Cái chuyến cầm binh vừa rồi thì mình cũng đem con Boss này theo thì vẫn xài bình thường, không có bị gọi là khó khăn trong cái vấn đề mình sử dụng. Sách cầm nắm bình thường, gọn tiện khỏe, cao su êm cầm, nó rất là êm, rất là smooth. Các bạn dơ các bạn chỉ cần lau một cái là xong. Còn Duolet thì khi mà mang đi chơi thì mình cũng phải suy nghĩ hơi lăn tăn về cái vấn đề là mua thêm cái túi cho em nó. Tại vì cái vỏ ngoài bằng vải, các bạn để cái vải này mà không sấy khô về các bạn cất tủ hay gì đó đi thì lâu dài thì nó sẽ bị mốc và ảnh hưởng đến bên trong rất là nhiều. Đó, thì đó là cái kia thôi. Còn bỏ lên xe ô tô thì mình cũng hơi rén là cái vấn đề hai cái mày xúc này nè. Về hai cái sản phẩm này mà giá là cao cấp rồi, khi mà các bạn đi thì mua thêm cái túi Coco nữa đâu có sao đâu, 2-3 triệu mấy nữa là xong, giải quyết vấn đề đó. Đẹp, gọn, đeo lên vai, xách đi chơi đồ các kiểu. Nói chung là bên đây thì tốn tiền nhiều, bên đây thì ngon lành cành đào tốt ít hơn đó. Rồi ok, thì các bạn đánh giá sao về hai cái sản phẩm này, comment phía bên dưới cho mình biết ha. Mình sẽ làm thêm những sản phẩm mới về Boss Solid Mask và Duolet Mania. Cảm ơn mọi người đã xem video.